chào mọi người đang xem trên kênh Hoàng Thắng nhá. Đây là con gà rừng giặc mình nuôi được cách đây khoảng chừng 4 đến 5 tháng rồi. Đấy. Hiện tại nó rất sung anh em ạ. Đây mình đang ghép mái lấy M1 anh em ạ. Nói chung là hôm nay là 30 tháng 4 rồi nhưng mà sáng ra sáng nào nó cũng gáy. Màu này nói chung là sung lắm. Bây giờ nó đang tầm sung. Sắp thay lông rồi, đây là lông cổ bên dưới thì cũng bắt đầu là xuống lông rồi. Đấy, đang thì chọc chọc đấy. Nhưng mà vẫn còn sung lắm. Bây giờ mình chỉ cần thả mái vào là nó phủ mái thôi. Đây hôm nay mình mới bắt con gà mồi, mái mồi mình để ngay cạnh này nó thích lắm rồi. Muốn phủ mồi như này. Nói chung là anh em mình nuôi nhốt thì chăn thì nói chung là cho cám này, cám gà này, xong là ngô thóc trộn lẫn với nhau thôi, thỉnh thoảng cho ăn hoa quả tươi nhá. Có giun dế thì cứ cho nó vào đều đều là gà nó sung nhanh lắm anh em ạ. Tương đối đẹp anh em. Con này là mã đỏ tía nhá, không phải hàng mã vàng. Nói chung là con mái mình mới ghép vào thì nó cũng chuẩn bị đẻ rồi. Thì tới đây mình sẽ ghép lấy đàn M1 để mùa tới 2021 này để chơi mùa sau. Nói chung là miền Bắc mình thì nay tháng 5 rồi, cũng gần là mùa cuối mùa. Nóng quá nên là sẽ hết cánh xuống rồi. Con gà mồi mình gáy anh em ạ. Muốn phủ lắm không? Mình nuôi có được có 7 tháng thôi anh em nhé. Nó rơi vào 5-6-7 tháng gì thôi. Mình không nhớ rõ nhưng mà khoảng chừng đấy thôi thì nó nói chung là đến tầm này thì khá là thuần rồi. Mình ở đây này, ngồi ở đây. Sừng giặc nha anh em nhá. Muốn phủ này, đấy, mình thả để con mái mình ở ngoài này, muốn phủ này. Đây, con gà mái mồi mình. Đây gà mái FX rồi anh em ạ. Đấy, vẫn muốn ra phủ này. Nói chung là chuồng nhốt thì anh em cứ để cho bên dưới này, anh em cứ để cát vào để nó bới và nó tắm cát nhá. Mình thì chuồng trại mình thì cũng không được rộng lắm nên mình hẹp, mình cũng rất chiêu làm và nhốt thôi. Thank you.
Thank you.